Xin chào các bạn, chủ đề hôm nay giới thiệu đôi nét về tỉnh Trà Vinh. Trà Vinh là một tỉnh thuộc 13 tỉnh miền Tây. Trà Vinh cách thành phố Hồ Chí Minh 130 km. Được bao bọc bởi sông Tiền và sông Hậu, với hai cửa cung Hậu và Định An, nên giao thông đường thủy có điều kiện phát triển. Về kinh tế, Trà Vinh có diện tích 2.358 km2, dân số khoảng 1.010.000 người. Tổng sản phẩm trên địa bàn đạt 2,24 tỷ đô la, bình quân thu nhập đầu người đạt 2.500 đô la. Về đơn vị hành chính, Trà Vinh có 9 đơn vị hành chính trực thuộc bao gồm: thành phố Trà Vinh, huyện Châu Thành, huyện Cầu Ngang, thị xã Duyên Hải, huyện Duyên Hải, huyện Trà Cú, huyện Tiểu Cần, huyện Cầu Kè, huyện Càng Long. Trà Vinh là nơi sinh sống của nhiều dân tộc, từ đó đã hình thành một nền văn hóa đa sắc tộc, nổi bật với nhiều công trình kiến trúc tôn giáo độc đáo. Sau đây là những điểm đến hấp dẫn nhất Trà Vinh. Biển Ba Động là danh thắng và địa điểm du lịch nổi tiếng Trà Vinh, thuộc địa phận xã Trường Long Hòa, thị xã Duyên Hải. Bãi biển Ba Động mang vẻ đẹp hoang sơ, với triền cát trải dài bên hàng dương rì rào theo gió, được mệnh danh là bãi biển đẹp nhất xứ Trà Vinh. Đến đây, bạn thỏa thích tắm biển, thưởng thức hải sản tươi ngon và tận hưởng không khí mát mẻ trong lành. Điểm đến thứ hai là ao Ba Âm, là quần thể ao hồ cây cổ thụ, có khí hậu mát mẻ quanh năm, một trong những điểm đến không thể bỏ qua khi đến Trà Vinh. Thuộc quận 8, thành phố Trà Vinh, xung quanh ao là hàng trăm cây cổ thụ hơn trăm năm tuổi, có bộ rễ lớn trồi lên, tạo thành nhiều hình kỳ lạ. Đến đây bạn không đơn thuần chỉ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp thơ mộng của thiên nhiên, mà còn được cảm nhận rõ nét hơn những giá trị văn hóa đặc sắc của vùng đất Khmer Nam Bộ. Điểm đến thứ ba là chùa Hang. Ngôi chùa cổ được xây từ năm 1637 với kiến trúc truyền thống của chùa Khmer Nam Bộ cổ kính. Khuôn viên rộng rãi rợp bóng cây xanh, từ lâu đã là nơi trú ngụ, sinh sôi của hàng ngàn cánh chim. Chính điều này làm nên sự hấp dẫn, nét riêng độc đáo cho ngôi chùa cổ. Cộng hưởng cùng tiếng chim ríu rít bên thềm, khiến khung cảnh tĩnh mịch của cảnh chùa trở nên bình yên, an lạc. Điểm đến thứ tư là Cồn Chim, nằm giữa sông cổ chim thuộc huyện Châu Thành, Trà Vinh. Đây là điểm du lịch mới nổi thu hút rất đông các bạn trẻ. Nơi đây còn giữ được nhiều nét văn hóa của vùng quê sông nước, thiên nhiên hữu tình, không khí trong lành, người dân mến khách. Đến với Cồn Chim bạn sẽ thỏa thích ngắm cảnh sông nước miền Tây yên bình. Nơi đây bạn được trải nghiệm các hoạt động như câu cua, đặt lưới tôm và được thưởng thức các món hải sản tươi sống cùng những món ăn dân dã miền Tây. Về đặc sản Trà Vinh. Trà Vinh là vùng đất sinh sống của vài dân tộc Kinh, Hoa, Khmer, nên ẩm thực nơi đây rất phong phú đặc sắc nên không thể tìm kiếm ở nơi khác. Bún nước lèo là đặc sản nổi tiếng nhất của Trà Vinh. Món ăn này có sự kết hợp giữa mắm bò hóc, thịt heo quay và các loại rau sống. Nước dùng của bún nước lèo có vị ngọt tự nhiên từ tôm, cá, đã làm loãng đi độ đậm đặc của mắm bò hóc, khiến cho người ăn khó quên khi đến Trà Vinh. Đặc sản thứ hai là dừa sáp. Cách ăn ngon nhất là nạo ra làm sinh tố, thêm ít đường, sữa, đá màu vào thì tuyệt. Khi hút hết lực đầu tiên của món sinh tố dừa sáp này, đầu lưỡi tê đi vì vị mát, cuốn họng thì ngọt liệm, còn mũi thì như nứt ra bởi mùi thơm ngào ngạt, bèo béo của dừa sáp. Đặc sản thứ ba là bún suông Trà Vinh, món này có vị lạ miệng. Thành phần chính gồm bún, tôm và thịt ba chỉ, nhưng đặc biệt những con tôm được nặn thành miếng chả dài. Bên cạnh đó, sự hấp dẫn của món ăn này còn ở phần nước lèo mang đậm chất Trà Vinh. Đặc sản thứ tư là cốm dẹt, là món ăn của người Khmer. Cốm dẹt được trộn với dừa nạo sợi, đường và một ít nước dừa. Khi ăn, người dùng sẽ cảm nhận được từng miếng cốm dẻo thơm, chút mùi béo từ dừa nạo cùng vị ngọt liệm từ đường. Đây là một món ăn dân dã, mộc mạc nhưng cũng đủ để đi vào lòng người.